Dạ vâng, shop Bẫy Chim TV xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, an toàn tại các bác. Chúc các bác ngày mới vui vẻ, tốt lành. Thì cái nội dung video giới thiệu sản phẩm này thì em tiếp tục gửi tới các bác cái bộ quần áo bắt ong. Thì xin giới thiệu với các bác, đây là cái bộ quần áo bắt ong mà hàng Việt Nam sản xuất, hàng Việt Nam chất lượng cao các bác nhé. Thì sau đây em sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái bộ quần áo này để các bác cùng theo dõi xem là cái bộ quần áo này thì nó khác với những cái bộ quần áo khác như thế nào các bác nhé. Thì chất liệu để tạo nên cái bộ quần áo này là cái vải kaki các bác nhé. Cái vải kaki đặc điểm của cái vải này là rất là dày và mềm. Thì bên trong của cái bộ quần áo này thì nó cũng được tráng một cái lớp nhựa như thế này các bác nhé. Tráng như thế này thì khi mà các bác làm việc mà bắt ong ấy, mà các bác sử dụng cái bộ quần áo này thì đảm bảo cho các bác là khi con ong nó sẽ không đốt được qua các bác nhé, không đốt được qua. Và đặc điểm của cái vải kaki này thì khi mà các bác mặc thì các bác có thể va quẹt vào những cái cành cây hoặc những cái vách đá thì nó không bị sờn các bác nhé, không bị sờn, không bị rách. Đảm bảo cho các bác là trèo cây hoặc là trèo những vách đá là yên tâm về cái độ bền của vải. Thì về cái phần mặt của cái bộ quần áo ong này thì nó cũng có cấu tạo chung là có một lớp kính mica và một lớp lưới như thế này các bác nhá. Lớp lưới như thế này thì khi có kính và có lưới này thì khi mà làm việc thì các bác thể quan sát và các bác có thể là nói chuyện trao đổi nhóm được các bác nhá. Ở bên tai này thì cũng có cái lối thoát khí này thì để cho các bác có thể là nghe rõ hơn và trong quá trình làm việc thì cũng có thể trao đổi được với những đồng đội xung quanh các bác nhá. Cái bộ này thì là bộ may thủ công mà may hoàn toàn ở bên Việt Nam nên là đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn. Các bác nhìn thấy trên trực tiếp trên video đấy ạ, đường kim mũi chỉ rất là chắc chắn. Thì còn cái phần găng tay của cái bộ quần áo này thì là găng tay được làm bởi cao su các bác nhá. Cao su và kem lòng bàn tay thì rất là nhiều lotion như thế này thì khi các bác làm việc, các bác cầm dụng cụ thì nó được dễ dàng và nó được bảo đảm an toàn hơn các bác nhá, bảo đảm an toàn hơn. Còn về cái phần ủng của cái bộ này á, ủng của bộ này thì là ủng cao su mà cao su rất là mềm nha, đảm bảo cho các bác là khi các bác đeo vừa hoặc là hơi kích một tí thì trong quá trình làm việc nó cũng không đau bàn chân các bác nhá, không đau bàn chân. Và cái bộ ủng này thì cũng được may liền với cái ống quần, may liền với ống quần. Thì cái những cái bộ này thì bên nhà em rất là nhiều size, nhiều số. Và khi các bác đặt hàng ấy thì các bác cho em thông tin là chiều cao và cỡ ủng là bên nhà em sẽ chọn cho các bác những cái bộ mà các bác mặc vừa mà thoải mái và làm việc thì đạt hiệu quả cao nha các bác nhá. Hàng thì là hàng rất là nhiều, hàng thì hàng Việt Nam rất là nhiều các bác nhá. Bác nào mà xem được cái video này mà cần cho mình cái bộ quần áo bắt ong sản phẩm Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video. Bên nhà em sẽ có nhân viên tư vấn và chốt đơn nha các bác nhá. Hàng thì bên nhà em ship hàng CD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok mới phải thanh toán các bác nhá. Thì ngoài những cái bộ quần áo bắt ong này ra thì bên nhà em còn kinh doanh những cái dây đai bảo hiểm và những cái đôi guốc trèo cây ấy. Giá thành cũng rất là rẻ thôi, vài trăm ngàn đồng là các bác có thể sở hữu được một bộ dây đai và guốc trèo cây, giúp cho công việc nó an toàn và làm việc nó hiệu quả hơn các bác nhá. Thì một cái video ngắn em giới thiệu về cái bộ sản phẩm quần áo bắt ong sản xuất tại Việt Nam. Đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Nếu các bác thấy video hay thì hãy đăng ký kênh hay chia sẻ video để tránh bỏ lỡ những cái video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.